xin chào anh em đã quay trở lại với Queer số 16. 16, 16 rồi. Và ngày hôm qua là vốn 15 rồi. Đấy. Thế thì hôm nay chúng mình sẽ lại trả lời các câu hỏi các bạn thôi. Lại những gọi là câu hỏi để trả lời những hoài nghi của anh em về cuộc sống. Đấy. Bắt đầu là một câu hỏi rất là thú vị của bạn Phan Nguyễn Tiến Đức. Bây giờ anh em hay hỏi là 8 cộng 8. Đúng rồi, thì bảo là nuôi chân đồ kiểu gì đúng không ạ? Nhưng mà đây là bạn có 2 thêm 8, 2 thêm 16. Thì Hoàng có ý tưởng gì cho cái vụ đấy không? Thế thì theo như những gì mà em đã nghiên cứu thì là vẫn có thể đua ở channel được, nhưng bạn bắt buộc phải để đúng vị trí nhá. Tức là 8-16, 8-16, đấy kiểu thế, chứ không phải là 8-16, 16-8 nhá. Phải như thế, tức là 8-16 ở channel A, 8-16 ở channel B thì mới có thể đua ở channel được. Thế nó phải là 8-8, 16-16 chứ. Tại vì bây giờ 4 khe mà, A, B thì mỗi thì tức là một khe là tức là phải gắn 8 và 16 trên một channel A và 8-16 trên channel còn lại. Không, tức là bốn khe cái main rồi. Anh ơi lấy cho cái main này. main bốn khe nhá. Có con Z670 cái gì ấy. Tức là phải xem cái cấu hình của cái con main này để kênh như thế nào. Hình. Đây. Thì tại vì là đây ví dụ như là nếu mình đua channel đúng không thì phải là gắn 2 khe 8 ở đây. Thế thì em nghĩ là 8-8 xong rồi 16-16. Không, mà theo anh tìm hiểu ấy thì lúc nãy thì là từ ví dụ đây là channel A, đây channel B chẳng hạn nhá. Ví dụ A là 13, B là 24. Thì chúng ta phải gắn là 8 ở đây cái khe số 1, 16 khe số 3 và 8 ở khe số 2, 16 khe số 4. Tại vì không, nhưng mà thế em đã không hiểu sao, bởi vì bình thường mình đua channel là đua channel như này. Tức là đây là một đây là một không kênh. Không Đây là một kênh này, đây là một kênh này. Và mình sẽ phải lấy A1 này và A2 và B2. Đấy, và A1 và B1, đúng tức không? Tức là bây giờ nói chung là mỗi bên một khác. Nên là các bạn mở sách hướng dẫn ra. Đúng rồi, nói chung là còn tùy vào bên nữa. Còn tùy vào bên. Các bạn là xem kênh như thế nào. Đúng rồi, kênh chính. Và cứ trên một kênh các bạn gắn cho mình 1 thanh 8 và 1 thanh 16. Ví dụ là bây giờ đây là kênh 2, đây là kênh B, đây là kênh A thì 8 ừ. 8-16, 8-16. Rồi, còn nếu mà ví dụ nó là như thế này là bắt chéo. Bắt chéo thì lại 8-16, 8-16. Các bạn trên số theo kênh. Nó tùy vào main nhá, chứ nó không phải là một cái kiến thức kiểu đảm bảo 100% là tất cả các main đều apply, hiểu không? Đấy, nó đấy. Tùy, hiểu không? Và cái này nó rất là lằng nhằng. Mở sách hướng dẫn. Từ đây hướng dẫn. Vâng, có gì tối mình thử livestream lắp thử xem nào. Ấy mình có hai khe nữa. Có nhá, hình như là có nhá. Thôi. Đấy, đấy là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đã gọi là dấy lên rất nhiều các câu hỏi khác đấy. Rồi, tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Hải Vũ. Về router, xong review con router. Trong cái hướng dẫn C50 ạ, C50. À thì câu trả lời là đáng tiếc cho bạn là cái con này chỉ hỗ trợ 100 thôi. 10-100, 10 cái chém 100. Thế thôi, bạn dùng mạng 300 ấy thì là bạn phải nâng lên một con router 1GB. Đấy, 1.000 ấy. Đấy là do sao mà mình ở nhà mình phải nâng cấp router này. Và chúng mình ở studio cũng phải nâng cấp lên router 1.000. Router để... và cả cái gì nhỉ? Cả mạng. Switch mạng, đấy, switch mạng và cạc mạng luôn. Switch mạng và cạc mạng phải nâng lên 1.000. Lên 1.000 thì mới kết nối được với nhau ở tốc độ cao nhất. Thế chứ. Chưa cạc mạng, có cạc mạng 2.500 nhỉ? À đúng rồi anh ạ, có cả 12.500 và 10.000 luôn. Đấy, nếu mà muốn. Bây giờ cả studio dùng các bạn 10.000 nha. Ui giời ơi, ngầu quá. mình phải làm cái dự án mà kiểu Steam nó nằm ở trên máy của mình luôn. Mình cứ tự tải về thôi, giống của bọn LTT ấy. Thế thì hay luôn đấy. Là Steam trên máy của mình. Steam tức là ở trong server là có server của Steam luôn. Tức là anh thích tải game gì là tải với tốc độ 10 gigabit. 10 gigabit. Chia 8 là 1.25. 1.2 gigabit một giây. Đấy, nếu mà tải game Steam thì ổ cứng phải đủ nữa. Vâng đúng, tốc độ ổ cứng phải nhanh như thế nữa. À không, thế thì SSD dư anh. SSD lên là 7.000 cơ mà. Chắc là ổ cứng. Thế chịu rồi. Đấy, cho nên là bạn phải nâng cấp cái router của mình lên nhá, bạn nhá. Có vẻ là cái router 2.5 gigabit là hợp với studio. 1 gigabit vẫn hơi chậm. Và 1 gigabit thì vẫn hơi chậm. Rồi, tiếp theo nào. Bạn là Điệp Fuji. Ok, bạn lại không thích Canon rồi. Bạn ấy hỏi là con CPU của bạn ấy à con lỗ. Cái lỗ trên CPU. Lỗ CPU thì cái lỗ này là anh băn khoăn. Cái lỗ này là tức là đây nhá, con CPU này đúng không? Còn anh ơi lấy con CPU. CPU gì cũng được, hỏi điện xem có CPU gì lấy. Làm hết rồi, buồn ấy. Có được cũng được anh ạ. Lấy ra đây cho em. Không, nhưng mà CPU đang trống cơ, dư cơ. CPU mà đang hở. Thế không ạ? Thế là lấy ảnh Google. Rồi lấy ảnh Google. Thì con CPU ấy nó là kết cấu của một cái die và một cái IHS ấy. Ốp lên đấy để đấy là cái truyền nhiệt. Nhưng để gắn được giữa cái truyền nhiệt này vào cái này thì nó phải dùng keo.
Đấy, và nếu mà khi mà keo đấy mà nó kiểu nó khô lại anh thì nó sẽ ra kiểu khí ấy, nó sẽ ra tạo áp lực rất là lớn. Cho nên nếu mà không có lỗ đấy, coi như là con CPU bật ra, cái phần này nó bay ra. Đấy, và nếu mà anh em có nhớ tra keo đấy thì không vấn đề gì cả nhá. Đấy chỉ là thiết kế của cái nó không vấn đề. Phần đấy là phần mạch chống mà. Đúng rồi, mạch chống không vấn đề gì cả. Nó cũng không chùi vắt xong rồi luồn 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 nữa đâu nhá. Không có chân. Không có chân đâu nhá. Phần đấy kín lắm luôn đấy. Đấy, không phải lo lắng gì cả. Tiếp theo bạn Cường Trần Đức, bạn hỏi về cái cửa sổ PN anh ạ, PN cái con V9 ấy, cửa sổ. Tức là bạn hỏi xong cái ngàm kẹt nó bé tí mà kẹt được vào bàn. Thì nó do cái đấy mở nó kéo ra được. Đúng không? Cái đấy kéo hay xoáy hả? Xoáy ra đúng không? Mà em nhớ hình như em xem video đấy nó xoáy to lắm đấy. Tầm bàn tầm 4-5 phân là vẫn kẹp được. Ừ, đấy, anh em có thể xoáy thoải mái nhá. Chắc là tại lúc đấy là quay chưa nhìn rõ nên là các bạn không thấy. Hoặc là cái mặc định của nó nhìn trông bé mà bạn tưởng là không cài được. Rồi, đấy. Bạn Khánh Gió, câu hỏi cũng về gió luôn. Ôi giời, gió luôn, về gió và nhiệt đây. Rồi, là bạn hỏi là laptop chạy 66-68 độ C không ảnh hưởng đâu. Cái mức đấy là quá mát rồi một laptop ấy. Thực sự một laptop Windows nhá, không nói MacBook. MacBook thì thế là bị là hơi bắt đầu MacBook 11 thế là bắt đầu hơi ấm ấm rồi. Còn với laptop Windows em thấy là mức đấy quá là rất là bình thường, tại vì tức là các hãng ấy họ sẽ có một cái chế độ điều chỉnh quạt để làm sao cho nó luôn luôn êm ái. Đúng rồi. Và êm thì khi mà CPU chưa đạt đến ngưỡng nhiệt độ mà gọi là nguy hiểm đúng rồi, thì quạt nó vẫn tà luôn, ok luôn. Đấy, còn nếu mà mức 68 và 66 của bạn ấy thì là thực sự là khá là ổn áp phải không? Nó là một chạy độ chạy cực kỳ là bình thường luôn. Tại vì những con CPU đấy có thể chạy lên tới là 100-110 độ cơ. Thế và lúc đấy thì bắt đầu máy bạn sẽ có vấn đề nếu mà chạy quá cái mức đấy. Còn bộ máy của bạn sẽ chắc chắn là sẽ đảm bảo 100% để mọi thứ xuống dưới mức độ đấy. Nào thì tăng quạt này, nào thì giảm xung này, nào thì tắt cả máy luôn. Còn mà mẹo và làm nguội laptop thì ra có những cái gì? Khó nhỉ? Em thấy một là tắt sớm, hai là vứt tủ lạnh. Nói chung là làm nguội laptop thì các bạn không làm nguội nhanh được đâu. Trừ khi các bạn bây giờ các bạn cho vào trước cái điều hòa. Trước điều hòa đúng rồi. Với cả bạn cũng đang lo về vấn đề, có vẻ như là bạn lo về om máy. Om nhiệt thì em nghĩ rằng là nếu ví dụ như là máy bạn đã chạy từ 66-68 đến lúc mà tắt máy xong cho vào thì còn 40 xong nó giảm dần dần đấy đúng không? Nó không đến mức om đâu, và cái mức kiểu 30-40 thì nó cũng không gây ảnh hưởng gì tới cả gọi là các thiết bị cả. Nó vẫn là mát. Đúng rồi, cái thiết bị đấy chạy lên tới 100 độ cơ mà. Đấy. Và cuối cùng tinh hoang con. Ok. Bạn ấy lại hỏi về nguồn. Bạn hỏi về nguồn. Nguồn tiếp. Ừ. Bạn dùng 8700K và 2080. Dùng nguồn 650. Ui, bạn ấy đã khá liều đấy. Mà bây giờ bạn có muốn lên 3080i nữa. Thế thì mình xin phép kính mời bạn ra Hacom mà mua một con 750 trở lên bạn nhé. Tại vì là Nvidia yêu cầu tối thiểu là 750, tối thiểu nhá. Nhưng mà thực sự mình nghĩ là với cái dàn đấy bạn nên dùng một con 850 trở lên. 850 trở lên, hoặc là nhiều khi 1000 cho nó extra lag đi. Đấy. Bây giờ mà em thấy nguồn 1000 nó rẻ phết mà. Ừ, bây giờ 1000 nó đang phổ thông rồi. Cooler Master mùi con 4.9 hay bao nhiêu ấy, rẻ lắm anh em ạ. Đây là cứ mua đi. Chứ ngày trước một con nguồn 1200 của Corsair nhỉ. Mười mấy triệu hay bao nhiêu em? 16 là 11-12 triệu. Ủa, đấy nhưng bây giờ rẻ thôi, 1000 nó rẻ thôi. Tất cả bây giờ có đau coi đâu đúng không? Đấy, nguồn này càng rẻ nữa. Đấy. Nhưng bây giờ cạc ăn điện thì nguồn nó cũng phải giảm giá dần để nó phù hợp chứ bây giờ. Rồi, cân bằng với cả thị trường. Đúng rồi. Cung và cầu mà. Cung và cầu. Đấy, rồi. Đấy là 7 câu hỏi nữa rồi không? Ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn ở số QA số 17. 17 rồi. 17. Hẹn gặp lại anh em tại QA 17 nha anh em nhá.